Rồi tiếp tục anh em ơi, hôm nay ngày 2 tháng 4 nè. Tiếp tục anh ổng mua cái nẻ F80 về bơm nước khóm. Này ở đây mình mua nước thù riêng, này nước khóm. Nước mít, nước khóm. Nước mạng không có trồng sầu riêng được. À, anh ruột nè, anh chủ máy. Dạ. Mình mà làm được mấy công anh ruột? Cũng được mà mấy mẫu. Trời ơi ghê vậy. Mật khóm á. À rồi. Rồi cảm ơn anh, về mua cái máy này về anh khỏi phải cực khổ nữa, phải tưới tay. Về tưới về thay nhớt thay nhau. Rồi trước khi chạy kiểm tra nước nôi là ngon lành cành đào luôn á. Vậy thôi. Rồi tiếp tục anh em, tiếp tục lên đường nãy 80 hôm nay mình về Tiền Giang nha. Ông anh mình mua về tưới khóm. Rồi. Đây này là chuẩn bị rồi cảm ơn được nha. Mấy chục năm đây mà từ năm năm nữa. Dạ, mỗi hành trọn đời luôn. Dùng cái đề. Dạ, mỗi hành trọn đời chừng nào mình không xài thôi à. À ok. Rồi. Rồi cảm ơn ông anh ruột ủng hộ nha. Rồi cảm ơn anh. Chào ông chủ Hoàng nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi kết thúc anh.